Bây giờ sẽ là những câu hỏi các bạn gửi về nha. Câu nào dễ dễ thì tôi sẽ trả lời ngay, còn câu nào khó quá thì tôi sẽ gửi lại cho chị Trinh cùng với các thầy cô trả lời giùm các bạn. Dạ, được vậy không? Thì thầy Sơn chắc là thì thầy sẽ cùng đứng gần hơn với các bạn học sinh khối 10. Và các bạn ơi, nếu như chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp thì mình sẽ nhận ngay một bộ sản phẩm chăm sóc từ phía nhà tài trợ là nhãn hàng nước hoa dành cho các bạn gái tuổi teen Easy. Có rất là nhiều phần quà ngày hôm nay dành tặng cho các bạn học sinh dễ thương của trường Châu Văn Liêm. Vậy thì các bạn học sinh lớp 11 và 12 chúng ta có câu hỏi nào đặt ra trực tiếp với thầy Sơn không ạ? Ưu tiên là khối 10 trước nha. Khối 10 ơi, các em có câu hỏi nào mà mình còn đang thắc mắc trong cái vấn đề tình bạn mình cần thầy Sơn giải quyết không? Cảm ơn Hà Trinh. Và tôi nghĩ rằng là tôi nghe giọng Hà Trinh rất là tốt. Chỉ có điều là các bạn nói rằng là các bạn sẽ thích nhìn chị Hà Trinh gần hơn, cho nên tí nữa hết chương trình chị Hà Trinh đi xuống đây chút xíu. Bây giờ là tôi sẽ lắng nghe câu hỏi của một bạn khối 10. Vậy thì xin mời các bạn cùng lắng nghe câu hỏi của bạn bên tiếng là Hot Vitin, khu vực Cần Thơ. Xin mời bạn. Bây giờ sẽ là câu hỏi của bạn Nguyễn Hữu Minh Tiến. Tiến hỏi vậy nè, các bạn thích câu hỏi của thầy Sơn gợi ý là câu hỏi của Tiến. Tiến nói là bây giờ thấy mình đẹp trai quá, ai cũng thích mình rồi, giờ sao? Dạ, câu đó không? Không hỏi câu đó thì hỏi câu khác. Dạ hỏi. Minh Tiến nói là chị Trinh ơi, em cũng thấy em có trường hợp giống vậy đó. Tức là mình đẹp trai quá, nhiều người thích quá, nhưng mình mệt quá. Tiến ơi, xin mời bạn đặt câu hỏi hả? Dạ. Hỏi luôn phải không? Dạ hỏi. Ủa mà em đâu có đẹp trai đâu. Không, vui vậy thôi chứ Tiến rất là dễ thương. Và các bạn có đồng ý Tiến dễ thương trong lớp không? Học có khá không? Đối xử có hòa nhã không? Có hay đánh bạn gái không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thật ra là các bạn biết là ông bà mình hay nói đó là lắm mối thì sao? Thì tối nằm không, đúng không? Cho nên đôi lúc á, mình được nhiều người yêu quý thì cũng tốt, nhưng mà cái thái độ mình rất là rạch ròi và rõ ràng, nó sẽ là thái độ tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Hy vọng rằng là bạn sẽ biết phân biệt những cái mối quan hệ bạn bè và những mối quan hệ nào mà mình có thể mở rộng hơn chút nữa. Và đối với tôi thì tôi chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm. Bây giờ tôi đi dạy đại học, năm nay là năm thứ 16 rồi, tức là sắp sửa đi dạy đại học 20 năm rồi. Thì cũng có những lúc là tôi được một vài học trò yêu quý hoặc là một vài đồng nghiệp yêu quý, nhưng mà tôi phân biệt rất là rõ cái nào ăn ăn, cái nào cúng cúng. Được ha Tiến ha, chúc em sẽ thành công. Dạ, em có một câu hỏi là đặt về tình bạn á, là em có một người bạn chơi cũng khá là thân, mà nói chung là rất là quan tâm tới bạn bè, nhưng mà có một khoảng thời gian thì bạn trở lên sai lạ, tính tình thì cọc cằn, hỏi thì không trả lời. Nhưng mà qua một thời gian sau thì bạn lại trở lại vui vẻ quan tâm người khác, nhưng mà em không biết tại sao như vậy. Các bạn có biết lý do làm sao không? Đơn giản là bạn này đó là sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thì giông bão, vậy thôi chứ sao giờ. Nó vui với em thôi, chứ trong trường hợp này mình là bạn á, mình phải rất là nhạy cảm. Ví dụ như là chắc chắn là bạn đó sẽ có những cái lý do nhất định. Ví dụ như là bạn có chuyện buồn trong cuộc sống. Ví dụ như là lúc nào mà bạn có tình yêu cái bạn quên mình, cái bắt đầu bạn bị bỏ rơi, cái bắt đầu bạn tái bệnh với mình. Đó, ví dụ như vậy, hiểu không? Thì người ta gọi đó là những cái điều mà chúng ta sẽ nhận ra được, và chúng ta nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó thì mối quan hệ của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Và đến một lúc nào đó bạn đó sẽ cảm nhận rằng bạn bè trong nhóm mới là chỗ dựa thật sự cần thiết. Được ha? Dạ. Cảm ơn câu hỏi của Ngọc. Cảm ơn thầy, và xin mời nhà hàng tài trợ Easy gửi ngay cho bạn Ngọc của chúng ta lớp 12-9 một phần quà. Bên phía lớp 12, bên phía bên tay phải, bên tay trái. Chị Trinh thân mến, chị Trinh, bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho một bạn nam nha. Giờ có cái vấn đề về tình bạn với tình yêu luôn thầy. Là trong lớp em á, từ hồi năm lớp 10 tới giờ là em thấy có nhiều bạn á, nó có tình cảm với nhau rồi nó quen nhau xong rồi nó bỏ nhau. Rồi bây giờ nó không nói chuyện với nhau nữa, em muốn tụi nó nói chuyện với nhau là bình thường. Cái tình huống này có quen không ạ? Tôi hỏi thiệt Khoa nha, trong cái số đó có Khoa không? Dạ không. Em còn trong sáng. Không có Khoa không? Tôi đếm 1, 2, 3 nha. Các bạn có tin có Khoa hay không? 1, 2, 3. Không có thầy ơi. Khoa ngây thơ nhất lớp em hả?
con bị em hại đó. À, cảm ơn Khoa. Thật ra cái chuyện mà chúng ta không có quen nhau được thì đối các bạn, cái việc chúng ta mong muốn làm bạn của nhau được dễ hay khó? Khó, nhưng không phải là không được. Thứ nhất, các bạn nhớ rằng là chúng ta ngồi ở cái mái trường này, chúng ta làm bất kỳ một cái hành động gì đó, chúng ta không phải nghĩ tới một mình, mà chúng ta còn phải nghĩ đến ai? Đến bạn bè, đến lớp, đến thầy cô, và xa hơn nữa là chúng ta nghĩ tới cái trường mình. Tự nhiên là các bạn cứ quen nhau rồi, các bạn không quen được, cái bắt đầu các bạn đi cổ vũ, mà bắt đầu tụi nó vỗ tay, cái mình nói tao thấy mày vỗ, tao ghét tao không vỗ. Đó, thì tự nhiên cái sức mạnh của mình nó giảm sút xuống. Với lại thứ hai nữa là trong cái môi trường học đường mà tự động các bạn mà không có thoải mái, các bạn học không có tốt được. Cho nên mong rằng các bạn sẽ lắng động trong khoảng một thời gian 2-3 tháng, rồi các bạn sẽ nhìn nhau như là bạn bè. Mình không thân được với nhau như hồi xưa thì ít nhất mình cũng đối xử với nhau rất là có văn hóa, đó là đối xử rất là công bằng với nhau. Và tôi mong rằng lớp 12B2 sẽ không phải bị yếu sức chỉ vì những cái mối tình nó không đạt kết quả, rồi bây giờ chúng ta đắm đuối luôn. Chúc các bạn lớp 12B2 và kể cả những lớp khác nữa sẽ lấy lại sức mạnh và lấy lại sự đoàn kết tốt nhất của nhóm mình và của lớp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ thưa thầy, em muốn hỏi là làm sao để phân biệt được tình bạn chân thành và tình bạn giả tạo? Ồ, một câu hỏi cực kỳ độc đáo. Làm sao để phân biệt được tình bạn chân thành và tình bạn giả tạo? Cảm ơn em. Tiếp tục. Dạ thưa thầy, là trong lớp em có một bạn sống hơi xa cách với bạn bè, rồi hỏi làm cách nào để lớp em được gắn kết tình bạn của lớp em với bạn đó được ạ. Ồ, rất là dễ thương. Cảm ơn em. Xin một tràng pháo tay cho hai câu hỏi này ạ. Cảm ơn hai em. Và xin mời nhãn hàng Easy dành tặng cho bạn hai món quà. Cảm ơn. Thầy Sơn xin được nhắc lại câu hỏi thứ nhất. Đó là trong lớp có một cái bạn mà thường xa cách thì làm thế nào để cho bạn này gắn bó, đúng không? Rất là đơn giản thôi. Trong những cái hoạt động tập thể đó, khi nào bạn đó mình cảm thấy là bạn đó ngăn cách rồi thì mình đừng có tấn công vô. Mà khi nào mình cảm thấy là bạn đó có dấu hiệu mà mình lôi vô được thì lôi vô liền. Thứ hai đó là đừng có bao giờ tụi em để cho bạn đó không có vai trò, mà tụi em tạo điều kiện tối đa để cho bạn đó có vai trò đặc biệt quan trọng. Ví dụ như là nếu đó là con trai thì lúc mà đá bóng á, thì em cho bạn đó làm gọi là thủ môn chẳng hạn đó, để cho mọi người đá vô để cho nó chụp cho nó vui đó. Còn nếu đó là con gái thì có thể bạn đó hát không giỏi, nhưng mà em có thể nhường bạn đó cầm micro thay vì tụi em cứ cầm micro hoài đó. Lúc đó tụi em sẽ để bạn đó cầm micro xa xa để mình hát to hơn, để mình lấn át bạn đó, nhưng mà lúc đó bạn đó cảm thấy mình có giá trị. Tuy nhiên một điều cũng rất là tế nhị về mặt tâm lý, đó là đôi lúc mình cũng đừng có sập vô cuộc đời bạn đó nhiều quá nếu như bạn đó đang có một vấn đề gì đó về tâm lý. Và thầy Sơn nói riêng với các bạn đó là nếu các bạn thấy mình có dấu hiệu như vậy thì phải mau chóng thoát khỏi cái trạng thái đó, vì cái nguy cơ bị trầm cảm nó sẽ rất là nặng. Và khi các bạn bị trầm cảm rồi thì thật sự rất là khó chữa. Và nói thật với các bạn là mỗi một ca trị liệu về trầm cảm là không dưới vài chục triệu, cho nên đừng để cho mình rơi vô cái trạng thái như vậy sẽ rất là mệt mỏi nha. Ok, bây giờ sẽ trả lời câu hỏi của bạn, đó là làm thế nào để phân biệt tình bạn chân thành và tình bạn lợi dụng. Tình bạn lợi dụng là lúc vui á thì bắt đầu người ta đến với em, lúc buồn thì bắt đầu người ta không đến với em, người ta thấy em buồn người ta bỏ chạy. Người ta thường là thấy nhờ mình hơn là lúc mà mình nhờ người ta, lúc mình nhờ người ta thì người ta trốn. Tất cả những biểu hiện đó là những biểu hiện ban đầu. Em còn nói thêm gì nữa không? Suốt đời với em. Cái người mà giả tạo, người ta thấy em người ta hay đóng phim vồn vã lắm, nhưng mà đến một lúc nào đó mà người ta cảm thấy là không ai quan sát, cái người ta liếc em cái thì chứng cái ánh mắt liếc em một cái đó nó minh chứng là người đã không có thật lòng với em được ha. Cảm ơn câu hỏi của em. Dạ em kính chào thầy. Em có câu hỏi là chào em, trong cái thời buổi hiện nay thì bạn bè không đơn giản là hai người chơi nhau, và là các bạn chia thành từng nhóm, từng bang để chơi với nhau, vậy thì cái tình trạng đó em hỏi thầy là có tốt hơn hay không, hay là sẽ gây ra nhiều cái mâu thuẫn với nhau trong một cái cộng đồng chung? Em là nhóm nào? Em là nhóm phiến loạn, hay là nhóm trốn tiết, hay là nhóm hút thuốc, hay là nhóm cúp cua? À, chị Trinh ơi, số đó này nói là em là nhóm ủng hộ chị Hà Trinh. Nó vui với Trung thôi. Thật ra là cái chuyện
chuyện mà chúng ta chơi chung một nhóm là bình thường không? Bình thường, nhưng mà đừng bao giờ mình biến sức mạnh của nhóm trở thành sức mạnh của một cái gì đó nó không thực hiện cho mục tiêu tốt là được. Và nếu bạn cảm thấy khi bạn gia nhập một nhóm mà bạn cảm thấy nhóm đó nó bắt đầu thay đổi mục tiêu, nó trở thành nhóm phiến loạn, thì bạn nên rút mau chóng, vì nếu không thì chính bạn sẽ là người chịu ảnh hưởng rất là xấu. Và thật ra cũng không ai cấm được, nhưng mà người ta nói là phải biết khôn chọn bạn mà chơi, lại là câu nói của ba mẹ các bạn đôi lúc là rất đúng là như vậy. Trung ha. Ví dụ như là sẽ có người là nói Trung ơi mày thi chung tao đi, mà thiệt ra em không thích cái ngành đó thì tại sao em lại phải thi theo bạn em, thi theo nhóm em, đúng không? Đó là câu trả lời dành cho Trung. Chúc cho tất cả các bạn sẽ có những thành công trong cuộc sống và các bạn an tâm. Tôi biết tôi còn nợ các bạn, nhưng mà những anh chị cộng sự sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn tối đa khi mà các bạn gửi những thông tin về VTM các bạn ha. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Một lần nữa có thể cho thầy Huỳnh Văn Sơn của chúng